Tiến cũng như là anh Vũ Văn Vinh đại diện lên đây để tặng cho chị. Chúc chị có một đêm sinh nhật thật ý nghĩa và càng ngày sẽ càng có nhiều cái sự yêu thương của khán giả hơn nữa ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và xin chân thành cảm ơn tất cả các Facebook cũng như quý vị khán giả thân thương đến dự đêm nhạc hôm nay và cùng chung vui sinh nhật của Ngọc Huyền. Thì Ngọc Huyền là không biết nói gì hơn tri ân và cảm ơn quý vị, cũng như là có một cái món quà nhỏ nhỏ, đó là cái bánh của Vivian Trần, gọi là Guest House, làm rất là dễ thương, trong đó có hình của Ngọc Huyền. Thưa quý vị, bánh ăn rất là ngon. Ngọc Huyền dành tặng cả cái trái tim mình cho quý vị và mong rằng là nếu quý vị để dành chinh cũng được, hoặc quý vị ăn cũng được, ăn Ngọc Huyền vào trong ruột, trong tim luôn. Để nhớ mãi tôi nha. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Trời, bánh đó hả? Trời đất ơi. Sau giờ diễn thì tất cả quý vị có thể ở lại cùng các bánh sinh nhật với Ngọc Huyền được không ạ?